Rồi bắt cá lóc. Ơi. Ê, ê. Cá chạy vô hang rồi, cá. Ồ, cái này bự nè. Trên trắng. Đây nữa nè. Cả nhà ơi, chiều nay thì anh em đi cắm câu ếch để sáng như kết quả như thế nào cả nhà ơi. Rồi, bắt đầu đi. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Chiều nay mình sẽ về lại đồng Kinh Tư thuộc xã Mỹ Đức để mình cắm câu. Thì trên đồng ruộng này lúa của bà con mình là chỗ hết trơn rồi, giờ là đang công trái me nè. Thì lúa lớn hy vọng cặm sẽ dính nhiều hơn là cái lúa dính ếch nhiều hơn là cái lúa nhỏ ở ở nhà của mình đó. Vẫn chia làm hai đội cũ hả bác hai? Là anh hai với em Kha một bên, bác hai với cha một bên. Mình sẽ cặm cái đường mương nước bự này, hy vọng mai sẽ dính ếch khủng khủng. Tại vì trên đồng trên đây thì lúc trước mình có đi bắt ếch đó, hầu như là toàn là ếch bự không, ếch cái còn bành bành không. Bông cỏ Mỹ. Lấy ra được con. Đây có cái hang đục đục rồi. Em Kha phóng xuống thục ngay. Đụng con cá chê vậy. Giờ mình cắm câu cũng xong rồi. Ồ, mương này cũng sâu quá mà sao? Bởi có cá. Được không? Cầm tay không? Wow. À, trắng. Chị trắng. Ngon quá, còn gì nữa cậu. Mình lóc trên này là khôn lên trên này nè. Bỏ vậy. À, giờ mình đi vô mình cầm câu cũng xong rồi. Hẹn cả nhà sáng mai biết mời thành quả sao đây. Thấy cũng im im hả cha? Ừ. Để chán coi xa đây. Có hai với anh hai đi trước. Nước đang xả ra bắt cá bắt đầu rút vô hang. Mình gặp mấy cái hang đục đục thục là lụm. Mời mình tìm mấy anh kia cha, gặp thục luôn. Ba bốn con chứ là nướng là thấy là dùng buổi cơm được. Rồi, giờ mình chào cả nhà ha, hẹn cả nhà sáng ngày mai mình đi thăm. Hôm nay mặt trời cũng xuống cũng thấp nè. Tối. Chào cả nhà buổi sáng. Con xin chào cô chú buổi sáng. Chào cả nhà. Buổi sáng. Chào cả nhà. Hôm nay đi thăm câu cả nhà ơi. Mình xin chúc cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Giờ mình đi thăm câu. Gì bác hai? Cần đầu tiên thắt hả? Thì hôm qua thì mình cắm thì nước chưa xả ra đó, nước còn nhiều. Giờ nước xả ra giật xuống cạn nè. Chào chú, cái cắt cỏ hả chú? Cắt lúa. Dạ. Ở bển có dính thì la lên nghe Kha. Cái này. Sáng giờ mình thăm là cả 200 cây gừng câu mà không dính được con ếch nào chứ. Thì chỗ đó không phải hàng sao? Hàng dữ á. Chắc bên đó không có hang hả? Không có hang đâu. Ở ngoài nó làm hang vậy. Còn 90 cần nữa là hết câu rồi. Mà chưa được con rắn, con ếch gì trơn, bữa nay có bộ thắt rồi. Giờ mình đi cặp mé mình coi có hang mình thục luôn, mình kiếm
cá vậy. Mình nấu cơm ăn. Anh hai của mình thì chạy xe về nhà đang lấy cái len lên sẵn đào cái gắn luôn. Cần này phát hiện dính được con gắn nước. Thêm quá hai. Nó nghịch vô đâu con không biết nữa. Ủa, cũng trọng mà cha. Ủa, cũng ấm rồi. Gắn mập ha. Mập lù. Bây giờ xảy mấy cần cũng vậy. Quấn cỏ dữ dằn. Chút nữa mình đào. Qua bên kia mình đào thêm con nữa. Hai cảm thắc thiệt mất hai mấy trăm cần câu em sáng giờ mình mới dính được con rắn hết không thấy con nào luôn đã mấy này rắn dữ tợn. Ừ. Mốt bắt đổi hướng quá đó dặn túi rồi. Ồ rắn mập chưa, quá mập luôn, tung tung túi rồi. À, tiếp tục rồi đừng con nữa cả nhà ơi. Chung bự. Đây con đó phải bỏ vịt đưa qua cái coi cháu kha. Bành kỳ luôn quá đã. Chịu dính là dính hoài, còn nãy nó không dính gì chưa. Rồi con này ngoài mép hả cha? Ngoài mép luôn. Để cho mình gỡ. Này chưa. Lương nó chung nó khoái rồi. Giờ thì mình thăm câu ếch cũng xong rồi. Sẵn ra nghỉ mệt. Cháu Kha. Ủa xin lỗi cả nhà, em Kha. Cháu lên bẻ mới cây khô quá. Để mình nhúng lửa. Bữa nay quá thắt luôn, thắt. Thắt cây cột. Được có con gắn nước với con gắn chung, mấy con gắn kia nhỏ thì mình thả hết. Được con cua với con cá chê. Giờ mình lại kia mình đào cái hang gắn đó coi. Hy vọng là bắt được con nữa. Ở này mình dặm dấu bắt năm rồi, với hai đội mình dặm dấu. Con hồi với mình đảo lại, cá nó nhủi xuống giò. Cô đi đụng luôn đó Năm. Nhỏ thì có xả. Cái cô đồng non á, có xả. Đâu đâu? Ồ cái hang này bự mà. Cá nó ập ạch ở trong kìa. Rất đẹp. Tắn lại mới được. Cái này là cái lỗ luôn rồi chứ cái hang này. Kìa lại bắt tiếp kìa. Kìa ôi giời cá con. Cái gì không á? Cô đồng. Nhiều không? Chục con nha. Nó chạy cái con bự.
rồi sâu đi. Cá lóc bự. Có không? Đã có đâu. Cá lóc bự. Vô phải không? Vô cái hang đó mà thở. Vô trời. Vô phải không? Bằng cầm tay Kha không? Cái đó đồng thử ém lại ém lại Kha xuống sao. Ngồi xuống Kha ừ. Đọt ra không cho mình. À, nãy mở cục à. Bỏ trong trời ơi. Cái lóc cá quên. Rồi bắt cá lóc. Ôi ơi. Cá chạy vô hang lên. Trời ơi trời. Chạy ra còn chạy vô hang lên nữa. Cầm hai tay không cầm tay. Ra nó thủ ra. Trời ơi. Số nó trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Bị giấu mà gì vậy? Thọt cái giò vô hút tới luôn hả? Ờ quá sâu rồi. Rồi lên đi. Lên đi lên đi. Chà mình miết cái gì vậy? Quả trời sâu nó cũng nó chạy lên ào ào. Cá gì chưa? Còn cá chê. Cá chê anh hai ơi. Cái đĩa. Cha mình nó cá tre nhiều quá mà vô cái xịn nó quá ấy mà không có được. Cá tre nhiều lắm á. Nó xịn giáo quá nó không có ấy được, nó không chịu nhủ xuống. Nó bắt rồi. Con không. Con phi bự. Bành kỳ luôn. Nó bảo cá. Thắt câu ếch trúng cá. Đụng cá chê nào không hai? Đụng cá chê nào? Chín cái chai không anh? Ủa? Cái vàng mà chán. Cái vàng. Cái vàng. Ủa, cái chai vàng ngon kìa. Ủa, nó no luôn. Ủa, mập dữ vậy. Cái vàng mà. Hai sảy hả? Bác hai lên bờ đi cho mình lên bờ chỗ bên giấu mà. Sao Kha làm gì hỏi em cung vậy? Cầm ra
hai. Khá sao màu hang kìa. Học hang có dính cái lóc nào không Kha? Chơi nghe anh hai. Đó không đó. Ờ không. Cũng bành ký nè. Đó. Rồi chơi trắng. Chơi nữa. Ừ, tối luôn. Chơi nữa anh hai ơi. Ừ, hai con liên tiếp. Rồi ơi. Đi ơi. Rồi. Rồi vô cái gô rồi. Quá dữ, mương này có gô quá hay ơi. Này mình đem cái vàng 12 cửa ngục mình lên đây bắt hai. Miết rồi đó, miết rồi đó. Ôi ôi cái trên. Sầu xuống dưới. Đi nữa cha. Không vào vậy đi. Cái gì vậy? Cái gì hả? Ê, còn... đè nó xuống. Đè xuống. Nó có xuống dâu. Cá mới lên đằng đây nhá. Đứt cái dấu của bác hai ông dặm sát mé quá. Miết rồi, miết rồi. Ủa, vô cái chơi nữa ơi. Đây là ngày của mất năm rồi. Chính ngày mà, chính cái môn mà. Trời, đâu trong. Nở cặp cái gốc cây này nè. Ừ. Quá trời, con cá chê bự. Không có gì mà không xuống dấu này thật. Nằm trên. Nhưng mà cá chê trắng luôn hết không? Cái gì? Đây. Cầm luôn. Ngồi dính cái chốt luôn.
Che nó nghe anh hai. Bự không? Trắng. Dạ. Để ngành nó bắt không? Sâu. Mọi gì cá ham. Mới vô cái nhỏ chút cá bự bự lên ăn từ từ rồi. Dưới cái góc đó chà, rồi dưới nó nằm dưới góc á. Đó bao nhiêu không hai giỏ luôn hai. Cũng một túi luôn chứ bộ. Nhiều lắm chứ bộ. Ba cái cá. Còn chân. Chơi nó hết không? Tao vô cái chơi nó rồi. Vô, chính là sống lặn. Cạn quá cạn rồi. Nó đâu vô trời. Qua dấu chú Minh. Chảy nó hết không? Trời ơi. Chạy hả? Tức. Tính là bắt con cá rô này, tại cá rô này. Tại cá rô. Vô cái chơi nữa hả? Ủa. Con nào cũng bự bự không à? Dặm dấu lại có khác liền ha. Xuống dấu liền, mất hai dặm nó bị liếp. Cái này và nữa mấy chục chạc ha. Đủ gần 12 chục chạc. Để nó dấu cả. Đó sâu lắm không ha. Không kia cả này là ồ cái này bự nè, chơi trắng đây nữa nè. Ồ, gần hết cái nó dòm rồi ha. Ồ nãy giờ cũng nhiều cái chơi lắm rồi tợ, nãy giờ cũng nhiều cái chơi lắm rồi đó. Ủa, mình vô cái nhà cũng đủ ăn này. Bao nhiêu cá đâu Khang? Anh đem đây rửa thử coi. Cho cả nhà xem cái thành quả. Họ cá chê tao chắc mười mấy lắm. Con á. Ô nó dữ nhiều lắm. Chị trắng. Cái gồ khỏi nói cái gồ. Túi luôn, mình đã trúng mánh rồi. Thêm đây được con cá lóc nữa nè. Bự chứ không? Hai thục được con cá lóc nữa. Với hai con rắn nữa. Cá lóc này bự á. Vô ngày cá. Anh Kha xuống đây rửa mình là sẵn hái mấy cái đọt rau muống. Mình qua anh kêu mình nấu cơm. Rồi mình vô chổng mất hai ơi, vô chổng bằng cá này kêu nữa. Đói bụng rồi, chưa rồi. Giờ mình nhúm lửa lên bắt nồi cơm trước. Này mình chọn cái chỗ địa điểm này để mình nấu ăn. Đây. Đây, thành quả của mình nè. Cá chê với cá lóc không được nhiều.
Hồi mấy cá lóc nhỏ thả lại luôn bác hai ơi. Hôm nay giấc này mình cá nhiều rồi. Chứ mỗi mốt nó bự rồi. Chết bà. Sống không? Sống mà. Chết. Đã xong cũng chết. Ừ, sống nè. Con này chết nè. Con này sống. Chụp nó đi. Ở đây nó phóng kinh mày đó nghe. Wow, một thao quá chê này luôn rồi. Chắc từ hơn 2kg quá bác hai. Hơn 2kg. Chê cũng bự bự không con cá lóc. Giờ chắc mình kho cá chê nó mới ngon bác hai. Ừ. Cá lóc bỏ lại. Cá lóc bỏ lại đi. Với lại nếu mình kho chung nó sợ cá chê nó lâu chín hơn cá lóc á. Nó lóc nó rã. Giờ là cá chê mình kho nghệ với rau muống thì mình luộc, mình chấm. Rồi. Xong. Chúc ăn cơm. Cá cơm cả nhà ơi. Chín rồi đó. Rồi mình cũng chín rồi. Chín rồi nhắc xuống. Trời mát quá. Lúa này chắc nửa tháng không ha cha. Này chắc cỡ 20 ngày nữa con ơi. Thì là hơn nửa tháng, 20 ngày nữa mới có cắt được. Lúa vào cái thời điểm này là đang lấy gạo nè, mà gặp mà trời mà mưa bão là thiệt hại nhiều lắm. Bị sập quá. Gạo không sợ, sợ cái mới đang chỗ. Cái nào cũng sợ cho mất hai. Vô gạo rồi, mưa mà sập rồi, cắt cũng không được, cũng thua luôn. Thời còn trẻ chắc bác hai cũng dữ lắm hả bác hai? Đã luôn ha. Dạ. Làm đi đi hát mà. Trước từ hồi còn 17 tuổi đi lính rồi. Đi lính 17 tuổi đi lính hả bác hai? Đi Mỹ trước. Bằng lấy tiền Trần Nguyên. Bằng ngay chân Tết luôn. Hết luôn cái gì? Dạ. Hết luôn ha. Phần nữa đó thử nó làm sao ha. Ừ. Miếng nó đi bác hai ơi, cho nó vàng. Nữa bác hai ơi. Cho mày để nước vô nó dạ. Ai bỏ công vô đây nữa. Đâu phải cái ấy đó. Cái dòng của cái củ hành hành cho bỏ công công vô. Vào quá gió cái chảo không nóng thùng nha. Trong đêm làm cho nó thấm với cái nghệ này chắc đổ hết vô quá giờ. Thêm miếng nữa bác hai chắc hết cái bịch con dừa. Ở dưới của mình gió bay hết mớ. Cái này ăn hình như tốt cho bao tử không bác hai? Đưa vô bếp mình nướng nó luôn bác hai, cái bọc á. Nó cháy luôn. Trên mình có sáp chứ. Thêm nước mắm nữa đây anh. Đường nữa cả nhà ơi. Đó, để đường ra trên. Mắm, đường, ngọt. Thêm muỗng nữa đây. 3 muỗng đường. Cả nhà ơi. Nước vô. Hết luôn, cắt xuống. Cá mình giờ cũng chín rồi nha. Sắc xuống rồi đó. Chị trắng. Còn cái chị vàng.
giờ bỏ hành vô cá cả nhà ơi. Rồi giờ tới tiêu, có tiêu rồi cả nhà. Quá ngon. Nước sôi thả con muốn đồng vô. Chén con con muốn nó xanh nó ngon. Mình cũng dọn chén ra cả nhà. Cái nồi đó con còn thôi. Dị gào kết cái dị gào này vậy. Chà gấp tới không chà? Không mấy mình gấp gao mình để qua bên chảo. Có tay dài mà con. Có. 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 Sáng nay mình thăm mết thì thắt quá thắt, nhưng bù lên cái quá chàng chúng cá chê, không ngờ cái khúc mương đó mà nó dính nhiều thế. Nói chung là sáng đó, nếu mà mình thắt cá chê nữa mình không biết sao luôn á. Thành ra đó bữa nay nhờ thắt cái này mà mình gỡ được cái kia, thấy không? Cả nhà ơi, bữa nay mò cá chê chúng nhiều lắm thì cũng thành quả. Bây giờ đó là mình cũng cá chê kho nghệ rồi, rau muống mình xà luộc. Đó, vậy là mời cả nhà cùng dùng cơm. Dùng cơm. Mời anh hai. Rồi, cho mời gia dùng cơm. Chưa, ngon quá. Để xe đổ ra. Khúc đi. Để lại chạy khúc đi thôi. Ừ, quất nguyên khúc vô chén. Mình bữa nay mình trúng rồi. Bữa nào mình ra chắc làm bữa nó quá cha, chắc còn cá chê gì còn nhiều. Còn nhiều. Bữa cơm nữa. Bữa trước kia tụt xuống, đây cũng còn cá lóc này. Cá lóc này cháu kha bác ra gì ta. Bữa nay mồi mình dư mồi luôn, còn dư con cá lóc bự nữa chứ. Vẫn nhiều lắm mà. Cá gô đâu 2 kg cá gô nữa. Ăn mà cá chê thôi, còn cá lóc là để đó đi. Còn để cái số chết. Chạy ra rồi. Là ngon quá ha. Nói vậy, nói vậy chứ mình đi đồng mà lỡ thất bại thì mình cũng phải kiếm cái khác rồi làm. Là chút mà gặp nẻ khoái. Ở là nước sở đã cạn dễ mò á. Chút không khoái đâu anh hai. Kiệt, các chuyện mới khoái. Các chút khoái lâu kiến mà. Tiếng là mấy chúng mò thuốc. Dạ biết không, lấy cái chân cạn rồi. Rộn chỗ đó, chỗ đó không. Chỗ cái sòng bơm mà nãy mình mò chưa kỹ nha. Chỗ cái mái á, cái bơm á. Chỗ đó phải dặm dấu vòng cái bơm đó luôn. Nó lúng nhiều lắm. Sâu chỗ đó không? Mà xịn cháo không, con cá nó trồi lên được. Con ép cả nào vậy. Với cái dấu dò mình thọt xuống thì bắt đầu cái xịn nó đã lãng xuống rồi. Cái dấu rồi. Nó líp nè. Líp lại, khó bắt. Chớ mà đắt cứng nha. Chà bảo đảm là bác hầm ít đi luôn. Ông đây hỏi ông Tát cái địa làng không chậm. Như nãy mình cũng còn cá chê còn chừa lên nữa phải không bác ha? Chừng mấy con. Còn có bự, có nhỏ, mới nhỏ. Còn cá go goi luôn, con cá bự hả? Mười mấy con nhất đâu, chắc chắn vậy. Bảo lâu năm không bắt em là 8 con thôi. Ờ không? Bắt lần này nữa, con. Hầm nó không thể được nhiều. Nói vậy cho anh bắt làm gì mà cho nó hết được, phải có sảy bắt cỡ nào cỡ cá chê nó dễ
cả nhà ơi, thì anh em cũng bữa nay chắc này cũng ăn cơm rồi, thấy không? Rồi bây giờ mình về chưa cả nhà ơi? Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn. Chào cả nhà.